Đây 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 đây. Ủa, cái này phải không chú? Rồi đúng rồi. Để nhẹ tay. Đức Huệ, một huyện của tỉnh Long An, vốn là vùng đồng bưng với nguồn nước phèn chua, cây năng mọc tùm. Đây là môi trường lý tưởng cho cá lì thìa sinh sống. Đó cũng là cái lộc của đất trời ban cho huyện biên giới Đức Huệ, để rồi cho ra thứ đặc sản độc nhất vô nhị. Em xin tự giới thiệu, em là Thiên Nguyện. Em xin phép được bắt cùng anh được không ạ? Dạ được, mày phải vô thay đồ rồi ra bắt chứ đồ đó đâu có làm được. Dạ. Cá lì thìa là một loài cá nước ngọt, sống ở ao hồ và ruộng lúa khu vực Đông Nam Á. Có kích thước nhỏ, còn lớn chỉ dài khoảng 10cm. Cá lì thìa có quanh năm, nhưng từ cuối tháng 11 âm lịch đến hết tháng giêng bắt đầu rộ. À, nước bị sâu không anh? Ui, cái này nguồn mà. Dạ. À, cá lì thìa này. Mấy con này là nó không có lớn được nữa ha. Nó đó là nó hết lớn rồi. Là mình phải đi cái vòng tròn quanh cái em tưởng đâu là cứ lấy cái rổ rồi cứ xúc cá thôi mà cái này kỹ thuật quá hả? Phải dậm tới rồi đó rồi mới dở lên. Ôi có con gì kìa? Còn rắn luôn. Ôi cắn luôn hả? Ghê quá. Ôi cắn cắn không anh? Không. Rồi làm thử đi. Dạ. Đây rồi. Đây này. Thưa quý vị, đây là lần thứ tư Thiên Nguyện thử thực hành vớt cá lì thìa rồi. Bây giờ sau 3 lần thất bại, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần này có khả quan của quý vị nhé. Không có con nào. Oh. Wow. Quý vị nhìn như thế này đừng nghĩ là ít nha, mà mỗi ngày quý vị thấy đó, chỉ có một lần mà mình vớt cá chỉ được như vậy thôi, mà phải vớt đầy cái rổ này thì mới mong là một ngày đó thực sự là một ngày có được thu nhập tốt. Quý vị, đây là thành quả từ sáng tới giờ của hai anh em. Anh như vậy là mình đã đạt được chỉ tiêu một ngày chưa? Tháng này là nước nổi nhiều, mình không có thể làm được nhiều. Tới mùa nước cạn mình có thể là làm được nhiều, tới khoảng nửa rổ này luôn. Dạ. Thưa quý vị, coi như là công đoạn đầu tiên của anh Tèo và Thiên Nguyện đã hoàn thành. Bây giờ mình đã có cá lì thìa rồi, chúng ta sẽ đến với công đoạn tiếp theo xem thành quả là gì quý vị nhé. Ủa, tới hả? Tới rồi. Dạ. Giao cá cho chị làm. Dạ. Đây chị, thành quả của hai anh em sáng giờ. Chị gắn bó với nghề này tính thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm rồi chị? Nay là 13 năm rồi em. Mà sao chị đến với cái nghề làm mắm này chị? Rồi đó mình thường đi lại nhà này kia chơi rồi thấy ông bà già làm đó. Dạ. Mình học hỏi. À, rồi mình rửa đến khi nào được chị? Mình rửa nước trong là được rồi em. Trong vậy nước này được chưa chị? Chưa được. Chưa được ha. Ủa nước này còn đục quá trời mà. Đâu chị xả nước thì này chắc là ít ai nghĩ đến loài cá bé nhỏ thường gắn với danh cá kiển lại có thể làm mắm ngon đến thế. Mùi thơm quyến rũ mọi người đến dùng thử, để rồi vị chua chua thanh ngọt ấy làm cho người thưởng thức phải ghiền thèm thuồng. Mắm cá lì thìa đã trở thành một đặc sản của Đức Huệ nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Quý khán giả nhớ like, share, subscribe và bật chuông thông báo kênh YouTube Cửu Long Phim để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo từ kênh nhé.